có rất là nhiều cách để tạo ra nội dung cho video clip của mình nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em ba bước để tạo ra nội dung cho video clip của bạn đó là tất nhiên là ý tưởng rồi sau đó là phát thảo tiếp theo nữa chỉnh sửa và hoàn thiện ba thứ đó thôi ý tưởng là lúc định hình cho clip để làm gì? Nó giống như cái series sửa xe của tôi cũng vậy, nó xuất phát từ cái việc là muốn chia sẻ kiến thức, uh, kinh nghiệm và cách thuần hóa con minsker đơn giản, nó không có gì uh, cao siêu đâu. Thì khi làm bất cứ chuyện gì cũng vậy, bạn đều có ý tưởng ở trong đó dù ít dù nhiều và đến đây bạn sẽ có thêm một cái nữa là đối tượng người xem mà bạn muốn hướng đến bạn muốn chia sẻ gì trong mỗi clip thì từ đó bạn sẽ phát thảo ra những cái thứ cần có ở trong cái clip của bạn và tất nhiên bạn phải có đầy đủ kiến thức hoặc là thông tin tài liệu về cái nội dung mà bạn muốn đưa vào clip không phải tự nhiên mà tôi làm được cái series sửa xe minh khờ đâu. Đó là kiến thức tôi học ở trong trường nghề, hết 6 tháng ở trong trường nghề. Và mới mới đây thôi thì sau 3 năm bị con xe thổ tả nó cho ăn hành. Và từ đó mình sẽ chắc lọc kiến thức và kinh nghiệm mình đưa vào nội dung trong clip bằng cách là gạch đầu dòng ra mình muốn nói cái gì mình muốn miêu tả chi tiết nào góc máy âm thanh ánh sáng rồi xem tất cả mọi cái thứ đó nó có ăn nhậu gì với nhau hay không nếu mà nó say mềm là ok đó còn mà nó đường ai nấy đi hoặc là chất Quốc thì nên làm lại sau khi các bạn đã chất lọc và phát thảo ra mọi thứ cần có ở trong video thì đây là cái giai đoạn chỉnh sửa và hoàn thiện nó thôi bao giờ cũng vậy chỉnh sửa trên giấy nó dễ hơn là chỉnh sửa trên phần mềm thì cái này là ở ANC nó gọi là Content Editor những giây đầu là cái quyết định người xem có xem tiếp cái video clip của bạn hay không bạn có thể tuân theo một cái trình tự nào đó ví dụ như thời gian, không gian hoặc là Uhm, sắp xếp lại nội dung bạn đã phát thảo theo cái hướng đơn giản nhất đi đó là đặt ra vấn đề và giải quyết vấn đề giống như việc tại sao lại phải làm nội dung cho một clip không làm nội dung thì đến lúc mà người xem họ xem cái gì, mình cứ tuân theo những cái quy tắc nhất định nào đó đi thì nó sẽ ra được cái gì đó hay ho thôi ví dụ như một hai ba bốn điểm vàng thì thì từ bốn cái điểm vàng đó các bạn sẽ có được nhiều cái bố cục nó khác nhau và sử dụng cái ngôn ngữ như thế nào để biểu đạt được cái cảm xúc diễn tả được cái nội dung miêu tả được cái sự việc bạn đang muốn đưa vào clip những cái ngôn ngữ mà mình sử dụng trong clip đó, thì ai mà coi phim uh, truyền hình riết rồi chắc sẽ hiểu phải không? Bạn chỉ cho mình làm cái này với được không? Cách khác nữa là, ê, chỉ tao làm cái này coi. Thì cái nào bạn thấy hợp lý thì bạn đưa vào thôi. Hình ảnh sắp xếp như thế nào cho nó hợp lý? thì thật sự hình ảnh nó còn liên quan đến bố cục ánh sáng màu sắc bối cảnh rồi diễn xuất từ từ lơ tùm lum lắm nhưng các bạn cứ bám vào cái ý tưởng các bạn muốn diễn đạt điều gì ở trong đó các bạn muốn đưa cái nội dung gì vào trong đó sau đó lên youtube tham khảo thêm những cái clip tương tự họ làm như thế nào hoặc có thể là vào xem cái series sửa xe minh khờ của tôi đó là cái giai đoạn lên shortlist hoặc là storyboard uhm, thì thực sự nó hơi bị uh, cao siêu nhưng mà mình cứ phải như vậy thì từ đó mình mới đưa ra được một cái cách làm việc nó hợp lý và nếu vì một cái lý do nào đó mà bạn không thực hiện được cái ý tưởng của các bạn á thì chỉnh sửa nó tiếp thôi có rất là nhiều cách để giải quyết một vấn đề nó ví dụ như uh, hồi trước tết tôi tính mở lớp nhưng sau tết tôi không mở lớp mà tôi làm clip chia sẻ kinh nghiệm cách làm những cái series của tôi ở trên cái cái kênh youtube của tôi á và bạn cũng vậy nếu bạn muốn làm một cái clip gì đó thì bắt đầu thôi từ những clip có nội dung đơn giản mà bạn có đầy đủ kiến thức về nó tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng đều giỏi một cái thứ gì đó và hãy làm cái chuyện bạn giỏi nhất chứ đừng làm cái chuyện bạn dở nhất nó kỳ lắm. Đó là cách học của tôi á. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip chia sẻ về nghề dựng phim.